Đường chuyền đưa bóng xuống đáy biên đã bị mất bóng, sẽ là phản công dành cho cầu thủ bên phía của FC Minh Trẻ Minh Khai. Tuấn Liêu liền rất hay, sút gay vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành bên phía của FC Hú Đẻ. Bóng vẫn đang trong chân của cầu thủ áo xanh, qua người rất khéo, nhưng sau đó thì là một tình huống mà Trung Đông đã cản phá kịp thời, ngăn chặn một tình huống tấn công rất nguy hiểm đến từ cầu thủ bên phía của Trẻ Minh Khai. Một pha phạm lỗi chiến thuật. Đội bóng lên trên, đội bóng xuống đáy biên, xuống bóng ngay. Không có một đứng trước bóng đang là Junior. Vẫn chiến thắng. Đây là Junior, vẫn còn dứt điểm ngay. Một pha dứt điểm khiến trái bóng đang xuất khỏi sân vận động Cường Quốc luôn. Chả bóng rất tốt, nhà thủ tiến này dứt điểm ngay. Cú pha bỏ lỡ đáng tiếc đến từ đội trưởng, rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm, anh có dứt điểm vậy thì không thể tung ra một cú dứt điểm đến từ vị trí của Biolo. Dứt điểm ngay, chưa có bàn thắng mở tỷ số cho em. Ôi giời, áp sát rất nhanh. Ôi, rất nguy hiểm. Và vừa rồi cũng là tình huống cuối cùng hiệp thi đấu đầu tiên giữa Trẻ Minh Khai gặp FC Hú Đẻ trong khuôn khổ vòng chung kết. Không ăn được trong tình huống vừa rồi, một pha mà Huy Chris đối mặt với thủ môn. Nhưng đó là một tình huống mà các cầu thủ bên phía Hú Đẻ về không, đó phải là tác hại mà đó sẽ là một tình huống phản công dành cho các cầu thủ bên phía Trẻ Minh Khai. Đánh đầu, một pha lắc đầu khá chất lượng. Vẫn còn, không có lỗi đến từ vị trí của cầu thủ bên phía FC Hú Đẻ. Không thể tranh chấp với lại Junior. Junior xuống ngay hay không? Vào, không vào. Một cú sút rất... Đây là Trung Đông. Đúng chưa, sỏ khe. Không vào. Và dứt điểm trái phá đến cho cầu thủ áo số 21 Tuấn Liêu Nhàn, rất nguy hiểm. Bên phía của FC Trẻ Minh Khai đã đầu, chỉ còn 6 đến 7 phút nữa thôi thì hiệp thi đấu chính thức sẽ kết thúc. Và đã có bàn thắng đến với Hú Đẻ, thật bất ngờ trong một thời tiết mưa như thế. Không vào. Và vừa rồi là tình huống cuối cùng của trận đấu giữa FC Trẻ Minh Khai gặp FC Hú Đẻ trong khuôn khổ giải bóng đá VKC 2022. Kết thúc cả hai hiệp thì đội chiến thắng là FC Hú Đẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.